Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc về giám sát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ và một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Đến nay, phường Hòa Xuân có 132 trường hợp mắc COVID-19. Qua 5 đợt xét nghiệm, đã có gần 59.000 lượt đại diện hộ gia đình được lấy mẫu. Phường đã giải quyết hỗ trợ cho 1.330 trường hợp khó khăn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với hơn 1 tỷ đồng, đồng thời chuyển kịp thời các khoản hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến với người dân. Thông qua nhiều nguồn vận động khác nhau, phường cũng đã hỗ trợ cho 1.000 hộ khó khăn và ở trong khu phong tỏa. Phường đã đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân. Cụ thể đã tiếp nhận và chuyển đến người dân hơn 131 tấn rau củ quả và đi chợ giúp cho gần 19.000 lượt hộ. Qua báo cáo của địa phương và ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết hoan nghênh nỗ lực và sự chủ động của địa phương trong triển khai công tác phòng chống dịch, kịp thời giải quyết để chính sách hỗ trợ đến với người dân, đảm bảo người dân cơ bản ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách. Đề nghị phường Hòa Xuân tiếp tục tập trung giải quyết rốt ráo chính sách hỗ trợ cho người dân, đảm bảo kịp thời, minh bạch. Một là tuyên truyền để cho người dân hiểu các cái chính sách hỗ trợ của thành phố, nhất ít nhất cũng phải là đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố. Cái thứ hai nữa là hết sức chú ý tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Một cái việc nữa là cái phải kiểm tra và hậu kiểm với cái việc của tổ dân phố. Tôi cũng hoan nghênh là phường, quận cũng hết sức chủ động trong cái nguồn cung ứng. Thứ hai nữa là bữa nay thì cơ bản nó cũng đáp ứng rồi, cho nên là phải tổ chức lại cho nó tốt cái việc này. Ngay sau buổi làm việc với phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đi kiểm tra thực tế tại khu dân cư số 10. Khu dân cư này có khoảng 400 hộ dân, trong đó 20% hộ khó khăn. Đến nay đây là khu dân cư xanh, chưa có F0. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm hỏi động viên và chia sẻ khó khăn, vất vả của ban điều hành, đã nỗ lực đảm bảo cung ứng tốt nhu yếu phẩm cho người dân, các hộ khó khăn cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Đề nghị ban điều hành tiếp tục đồng hành trong công tác chống dịch, giữ vững khu dân cư xanh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi hộ gia đình chính sách khó khăn tại khu dân cư này.